Thưa quý vị, với sự phát triển vượt bậc của công nghệ thông tin, mua sắm online đã trở thành nhu cầu tất yếu trong đời sống xã hội hiện nay. Thương mại điện tử phát triển kéo theo nhiều ngành nghề mới và trong đó thì có nghề livestream. Không chỉ là ngành nghề hot, livestream còn giúp nhiều bạn trẻ có điều kiện tiếp cận với lĩnh vực công nghệ thông tin và có thu nhập tới hàng chục triệu đồng mỗi tháng. Tuy nhiên, liệu rằng nghề này có phải là toàn màu hồng, dễ làm và ai cũng có thể làm được hay không? Xin mời quý vị sẽ cùng tìm hiểu trong phóng sự ngay sau đây. Thay vì chụp ảnh từng sản phẩm để đưa lên mạng bán hàng, thì hiện nay nhiều chủ cơ sở kinh doanh áp dụng mô hình livestream để thu hút khách hàng. Với hình thức này, thì khách hàng có thể cảm nhận sản phẩm một cách trực quan, được phản hồi, tư vấn ngay lập tức, dễ dàng chốt đơn hơn, đặc biệt là mang lại lợi nhuận cao. Cái việc livestream thì giúp mình tiếp cận đến một cái đối tượng khách hàng rất là mới. Các bạn ấy có cái xu hướng và có cái thói quen đấy là chốt đơn qua livestream. Trước đây thì mình bán chủ yếu qua các kênh mạng xã hội. Thì những cái người đấy là chưa có cái thói quen xem livestream để mua hàng. Thì cái việc livestream giúp mình tiếp cận đến cái tập khách hàng trẻ hơn và có cái xu hướng là xem trên livestream để chốt đơn. Với nhu cầu từ các cơ sở kinh doanh đẩy mạnh việc livestream, nên nghề mẫu livestream cũng thu hút rất nhiều bạn trẻ. Là người bắt đầu từ con số 0, với ý chí và quyết tâm theo đuổi sự nghiệp livestream. Sau gần 3 năm, đến nay bạn Nguyễn Bích Ngọc đã trở thành một người mẫu livestream chuyên nghiệp. Thực ra nghề livestream là một cái nghề mà tại thời điểm bây giờ mình thấy là nó được coi là một cái nghề dần dần nó sẽ thay đổi cái suy nghĩ của mọi người. Và nó cũng là một cái cơ hội để ngay cả bản thân mình, một người trẻ để có thể phát triển. Và nó cũng là một cơ hội để mình có thể tạo được cái doanh thu, một cái gọi là tài sản nho nhỏ từ cái nghề livestream này. Nhưng mà nó sẽ còn tùy vào định nghĩa của mỗi người cho cái nghề livestream. Tại Việt Nam, việc livestream bán hàng cũng bùng nổ từ vài năm nay. Sách trắng thương mại điện tử Việt Nam ước tính hiện có khoảng 57 đến 60 triệu người tham gia mua sắm trực tuyến với giá trị chi tiêu bình quân đầu người là 260 đến 285 USD một năm. Theo thống kê, có đến 57% doanh nghiệp Việt Nam có hoạt động kinh doanh trên mạng xã hội trong năm 2022, tăng từ 41% so với một năm trước đó. Với riêng TikTok, có đến 17% người dùng Việt Nam sử dụng nó cho việc mua sắm trực tuyến. Chính vì vậy mà các lớp đào tạo livestream đang được mở ra rầm rộ, thu hút nhiều người tham gia. Thực ra là mọi người đều rất là hào hứng, bởi vì đây nó là một cái công việc nó khá là năng động, nó khá là thoải mái, mà nó lại mang lại một cái nguồn thu nhập cũng như là một cái, nói như thế nào nhỉ, nó có thể là một cái trạng thái làm việc nó rất là mới và giúp cho mọi người không còn cảm thấy cái công việc kinh doanh nó là cái việc lặp đi lặp lại và nhàm chán nữa. Sức nóng từ việc livestream đang giúp ngành này trở thành xu hướng nghề nghiệp mới, thu hút đông đảo lực lượng lao động trẻ. Tuy nhiên, đi kèm với nó là những thách thức, rủi ro. Mặt trái thì là livestream nó nhiều khi là nó sẽ khá là tốn sức. Bản thân mình đã từng là người livestream rồi. Nó sẽ gần như là trong một khoảng thời điểm thì chúng ta phải xử lý rất là nhiều thông tin, chúng ta phải vừa phải bình luận vừa phải nói những cái điều gì chúng ta, điều gì mà để nói giới thiệu sản phẩm chẳng hạn, và nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Và nếu mà về lâu về dài thì cái phần livestream nó có thể ảnh hưởng đến họng của chúng ta này, ảnh hưởng đến sức khỏe, và nhiều khi không phải lúc nào chúng ta mất công mất sức mà chúng ta cũng mang lại cái kết quả tương xứng. So với kinh doanh truyền thống thì thương mại điện tử có nhiều ưu điểm hơn khi tiết kiệm được thời gian, nhân sự trong khâu bán hàng. Hơn hết, kênh bán hàng này còn có thể tiếp cận được lượng khách hàng khổng lồ từ khắp nơi, nên nghề livestream đã và đang trở thành xu hướng nghề nghiệp mới của giới trẻ hiện nay. Song đó, chúng ta cũng cần cẩn trọng với những mối nguy hại tàng hình. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa có chỉ thị tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, phục vụ người dân doanh nghiệp. Cán bộ ngành phải rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, tín dụng, nhà ở xã hội, tài nguyên khoáng sản. Tại chỉ thị, Thủ tướng đánh giá nhiều quy định, thủ tục hành chính chồng chéo, mâu thuẫn qua nhiều tầng nấc, khâu trung gian, trong khi việc cắt giảm, gỡ vướng cho doanh nghiệp, người dân hạn chế tại một số cơ quan vẫn còn nhũng nhiễu, tiêu cực. Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành rà soát, đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nhất là trong lĩnh vực đất đai, nhà ở xã hội, tín dụng, tài nguyên khoáng sản, giấy phép liên quan đến hoạt động kinh doanh. Các bộ ngành phải có báo cáo Văn phòng Chính phủ về việc này chậm nhất trong tháng 5 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng. Tính tới cuối năm ngoái, qua hơn 2 năm, các bộ đã cắt giảm, đơn giản hóa hơn 2.200 quy định kinh doanh tại 177 văn bản quy phạm pháp luật. Thủ tướng duyệt phương án cắt giảm,
đơn giản hóa hơn 1.100 quy định liên quan đến kinh doanh, hơn 4.400 dịch vụ công trực tuyến được cung cấp trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Nhằm thúc đẩy hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt, dịp ngày không tiền mặt 2024, Ngân hàng Nhà nước đã đề nghị miễn giảm phí dịch vụ, tặng quà hoàn tiền cho khách hàng khi mở thẻ, tài khoản thanh toán. Theo đó, các đơn vị tích cực tiếp tục nghiên cứu áp dụng chính sách ưu đãi, miễn giảm phí dịch vụ thanh toán, phí dịch vụ trung gian thanh toán hợp lý để thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt. Cụ thể, đối với tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Ngân hàng Nhà nước đề nghị nghiên cứu áp dụng chính sách ưu đãi hợp lý, phối hợp với các đơn vị chấp nhận thanh toán, đơn vị cung ứng điện, nước, dịch vụ viễn thông, trang thương mại điện tử, siêu thị, nhà hàng, trung tâm mua sắm thực hiện các chương trình khuyến mại, quảng bá dịch vụ, tri ân khách hàng nhằm khuyến mãi khách hàng sử dụng thanh toán không dùng tiền mặt như miễn giảm phí dịch vụ thanh toán, quà tặng, hoàn tiền, giảm giá hàng hóa dịch vụ, tặng điểm thưởng cho khách hàng khi mở tài khoản thanh toán, thẻ ngân hàng. Đối với tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, Ngân hàng Nhà nước cũng đề nghị phối hợp với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng, tổ chức cung ứng hàng hóa, dịch vụ, nghiên cứu áp dụng chính sách ưu đãi, khuyến mại hợp lý như giảm giá, chiết khấu, hoàn tiền, tặng, tích điểm thưởng, tặng quà cho những khách hàng sử dụng dịch vụ trung gian thanh toán. Dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi đề xuất công dân Việt Nam được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội khi có đủ các điều kiện, đủ 75 tuổi trở lên, không hưởng lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, không hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy định của chính phủ. Cụ thể, công dân Việt Nam từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo đang cư trú tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn, đồng thời bảo đảm quy định thì được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Mức trợ cấp hưu trí xã hội hàng tháng do chính phủ quy định phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội và khả năng của ngân sách nhà nước từng thời kỳ. Trường hợp các đối tượng được quy định của luật này đang có mức hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cao hơn so với mức trợ cấp hưu trí xã hội thì chỉ được hưởng một mức cao nhất. Tùy thuộc điều kiện kinh tế xã hội, khả năng cân đối ngân sách, kết hợp huy động các nguồn lực xã hội tại địa phương, Ủy ban dân cấp tỉnh trình Hội đồng Nhân dân cung cấp quyết định hỗ trợ thêm cho người hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Người đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội hàng tháng được ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật. Khi chết thì tổ chức cá nhân lo mai táng được nhận hỗ trợ chi phí mai táng theo quy định về người cao tuổi. Nhằm kiểm soát chặt chẽ sản lượng tài nguyên khoáng sản khai thác thực tế, chống thất thu ngân sách nhà nước, chính phủ đã có nhiều nghị định bắt buộc các tổ chức cá nhân khai thác khoáng sản phải lắp đặt trạm cân tải trọng camera tại vị trí đưa khoáng sản ra khỏi khu vực khai thác. Thế nhưng trên thực tế, việc lắp đặt trạm cân camera tại nhiều địa phương chỉ mang tính hình thức đối phó, cho thấy nhiều bất cập trong công tác quản lý. Ghi nhận sau đây của phóng viên tại Nghệ An. Công ty cổ phần Hưng Hiếu là đơn vị vừa khai thác mỏ cát, vừa có bến kinh doanh tại huyện Hưng Nguyên. Cát sau khi được hút từ sông Lam sẽ đưa vào bến để bán cho khách hàng. Tại đây, các xe trọng tải lớn liên tục vận chuyển cát ra khỏi khu vực bến. Thế nhưng đơn vị này lại không lắp đặt cân trọng tải để kiểm soát sản lượng khai thác theo quy định. Mà không cấn không anh? Dạ có. Tiền đấy có không? Dạ hiện nay thì nó bị hư hỏng, nó đưa về sửa chữa đó. Vì không có đồng cấn như thế thì mình kiểm soát cái sản lượng hàng bán ra như nào? Thì xe nhà em vô đây có mấy mà ngay bán được một xe, hai ba xe cát nhỏ nhỏ rồi chứ. Tìm hiểu tại các bến cát dọc sông Lam, hầu hết các đơn vị đều lắp đặt cân trọng tải, camera giám sát nhưng chỉ để trang trí. Các phương tiện khi rời bến đều không qua cân. Không những vậy, số lượng hàng hóa rời bến cũng chỉ ghi bằng sổ tay cá nhân và không đầy đủ. Việc thất thoát tài nguyên khoáng sản là khó tránh. Hóa đơn thì là mình có hợp đồng, là mình xuất hóa đơn cho con dân họ xây dựng nhà bình thường thì họ không cân. Đó là thực tế đó. Xe là không đi quá đồng cân. Mục đích của việc này đó là trốn tránh sản lượng, và trốn tránh sản lượng thì rõ ràng là nhà nước là bị thất thu thuế bởi vì nhà nước quản lý được. Việc quản lý tài nguyên khoáng sản, trách nhiệm trước hết thuộc về địa phương. Thế nhưng sai phạm tràn lan, tồn tại trong thời gian dài lại không hề được xử lý. Hầu hết các địa phương cho rằng việc lắp đặt, vận hành trạm cân, camera chưa được quy định chặt chẽ. Hiện nay thì
chưa có cái quy định cụ thể về cái chế tài xử phạt đối với cái việc mà chủ bệnh không thực hiện việc cấn đo vật liệu, cho nên là cũng rất là khó khăn cho huyện trong cái công tác quản lý. Hiện nay thì sở đang giao đơn vị của sở để xây dựng cái đề án kết nối dữ liệu camera giám sát tại các đơn vị khai thác khoáng sản. Sở Tài nguyên Môi trường cũng sẽ tiếp tục đôn đốc các đơn vị được giao kiểm tra, phúc tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động khoáng sản, trong đó có việc lắp đặt và vận hành trọng cân và camera. Cá nhân tổ chức khai thác khoáng sản cố tình lách luật, chính quyền các sở ngành liên quan lại thiếu trách nhiệm trong giám sát việc lắp đặt, sử dụng cân trọng tải, camera. Chính điều đó đang khiến tài nguyên bị chảy máu, gây thất thoát nguồn thu ngân sách nhà nước mà không hề bị ngăn chặn.